Việc một ngày đẹp trời, quay Hôm cây nào cũng có một hoa hết trời. nay là ngày của vườn chị Trâm luôn cô chú anh chị ơi. Nói chung là nãy giờ lên những cái mã số ha, thì đa số là hoa nó nở trên cô chú anh chị, cho cô chú mình thấy mặt hoa luôn, dễ mua dữ lắm cả nhà. Và chị Phượng thanh tân nha cả nhà. dạ rồi, mà đặc biệt cái ở chỗ cây này cô chú anh chị ơi, mỗi một cái nụ là nó đi một cái chuỗi luôn nè, ghê thật. Này cô chú anh chị mình nhìn nè, Dày đặc chủi luôn á nè, nó nói đều luôn á chung cô chú. Dạ đúng rồi, cây này đặc biệt lắm cây nha này cả hứa nhà. hẹn mùa Tết rất là đẹp nha cả nhà. Giờ thời điểm này thôi mà ra chuỗi chùm chùm này. Quá đã luôn, mét tám luôn nha Nói cả chung nhà. cây này là quá lớn để mình dang cái tay cho cả nhà Nè, cô chú mình nhìn chị Trâm giang ra tay là nè hết ha. tay luôn á. Dạ, rồi. Bây giờ là em nhờ chị Trâm báo giá cho cô chú mình luôn nha. À, cây này mình giao luôn cả nhà là giá 7. Dạ em mến chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Rồi ngày nay em tiếp tục ghép vườn mai của chị Trâm nè cô chú mình ơi. Đến hẹn lại lên ha. Thì một tuần lễ thì chị Trâm sẽ lên clip của em một đến hai lần ha cô chú anh chị, để giao lưu cho cả nhà mình một số cái mặt hàng mai vàng cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Thì hôm nay là chị có lên những cái mã số luôn cô chú, mai giống luôn ha, đang có mặt hoa rất là đẹp luôn. Mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho bên vườn ha. Rồi bây giờ thì em sẽ vào gặp chị Trâm luôn cô chú anh chị mình. Dạ em chào chị Trâm nha. À, chị chào Ngân nha, chào kênh Phúc An. Hôm nay trở với lại với cả nhà thì mình cũng có một số mã số mai á, giao lưu cả nhà, mong cả nhà xem và ủng hộ cho mình nha. Dạ. Đầu tiên là một cây siêu bông bình lợi nha, có đế rất là lạ luôn. Ở nó có mặt hoa luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cái này nó bít cái chậu luôn rồi Nói chung cây này đế cũng thấy trời. ngộ ngộ. Dạ, mặt hoa rất là chuẩn và đẹp nha cô chú anh chị. Rồi chị Trâm đo thông số giúp em nè. Lên nụ quá chừng cô chú mình ơi. Quỳnh có cây là 16 nha cả nhà. Dạ rồi. Tổng bộ đế này. Bộ đế này thì hết cái chậu nha cả nhà. Chào mấy cái chậu 3,5 tấc. Tổng bộ đế là 104. Dạ rồi. Cây này quái đẹp nè cô chú anh chị. À, để chị đo chiều cao cây nha. Dạ. Chiều cao của cây là 59. Tán ngang 59 luôn. Rồi báo giá em luôn ha. Cái này giao lưu cả nhà là giá 800 bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 800 ngàn bao ship cho cây siêu bông bình lợi mã số 1 ngày hôm nay cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 8 cô chú anh chị ha. Mình nhớ cái ngày giúp em nha. Mã số 2 luôn cô chú mình. Mã số 2 là một cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Dạ rồi. Hôm nay là được mùa luôn ha cô chú anh chị ơi, nở nè. Trời ơi, xuất sắc luôn cả nhà, mặt hoa luôn ha. Cây lên nụ rất là nhiều luôn. Còn em nhà chị Trâm là thông số nha. Ok, này đế Vành ngộ của ta. cây là 22 nha. Tổng bộ đế nè. Tổng bộ đế 57. Củ đế lạ lắm nha ngay. Dạ. Đây cô chú mình. Chiều cao của cây là 64. Tán ngang của cây là 50. Dạ rồi. Trời ơi, y như một cái con thú ngồi nha cả nhà nè. Nhìn rất là duyên dáng luôn ha. Cái này chị Trâm đi luôn chậu cho cô chú Đúng mình rồi, mình ship nguyên chậu nha cả nhà. nè. Dạ, báo giá em luôn nha. Cái này mình giao lưu cả nhà là giá 1 triệu mốt bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 1 triệu mốt cho cây này cô chú anh chị mình ơi. Mã số 2, một cây siêu bông Sài Gòn chơi Tết nha cả nhà mình. Rồi, mã số 3 cô chú. Mã số 3 là một cây cúc bi nha cả nhà, có Dạ mặt rồi. hoa luôn. Quá đẹp luôn cô chú anh chị mình ơi. Này, nhìn y chang là mùa xuân về luôn rồi đó. Quá trời cô Nói chú anh chung không biết cái gì chứ mình thấy mặt hoa là mình thích liền nha cả nhà. Dạ. Để Cúc đó. bi tiên sinh nha cả À, nhà ơi. đo thông số cho cả nhà nắm. Cây này cây gốc nhớt nó liền cốt nha cả nhà. Dạ. Hoành là 11 à. 11 hoành Nói ha. chung cây này hoành nó nhỏ nhưng mà cái năm tuổi của nó là rất lâu rồi nha cả nhà. Cây Dạ. này cũng 4 năm rồi. Chiều cao của cây là 50. Dáng bay Cây bay dáng của chú. băng bay nha cả nhà, Dạ. nó dáng dễ thương lắm. Chiều dài của cây là 64. Rồi xây giùm em chị Trâm ha. Nói chung một cái dáng rất là dễ thương nha, dáng bonsai nha cả nhà. Này thay chậu nó đẹp lắm chị Trâm. À, anh chị em nào mua về cái qua cái chậu kiểu nữa là hết bài luôn. Dạ. Cúc bi tiên sinh nha cô chú anh chị mình ơi. Nó mặt hoa lên quá chừng luôn nè, rất là đẹp nha cả nhà. Cái này mình giao luôn nhiêu chị Trâm? Xin lỗi cả nhà, hai chị em hơi quên nha, em chưa báo Dạ. giá. Cây này mình giao lưu cả nhà có giá 500k bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, Một cái giá rất 500k. là dễ chơi nha cả nhà. Nè, Đẹp lắm hoa cả để cả nhà nhà mình ơi. ngắm nè, dễ Xuất thương sắc lắm luôn. luôn. Dạ. Rồi cô chú mình chưa có giống này thì mình sưu tầm ha. Này cô chú mình nhìn nè, nó liền 100% luôn ha. Cây rất đẹp nha cả nhà. Mã số tiếp theo luôn cô chú mình. Mã số 3 nha cả nhà. Này mã số mấy? Số 4 hay Bốn, bốn, bốn. vậy? Xin lỗi cả nhà, mã số 4. Em quên. Bữa nào cũng vậy ta cô chú anh chị. Chung là hai chị em quay hay bị quên lắm nha cả nhà, thông cảm giùm.
Thầy ơi, cô chú mình ơi, đỉnh thiệt chứ, mà nó bự khủng khiếp luôn, mà nó rất là đẹp cả nhà, cái màu nó rất là tươi tắn luôn, cánh Để hoa mình giới nhiều thiệu cả nhà biết nữa, cây ha. này là cúc vạn thọ nha cả nhà. Này chắc ra vạn thọ 100 cánh quá ta, này nhiều lắm luôn á, Nhiều cánh lắm nhiều nha mẹ, cánh dữ dằn nói luôn. chung đẹp Ừ, mình xây một cái đi chị, ra xây cho cô chú mình coi cái nha. Đây cả nhà mình ơi, cây này dáng đẹp ta, dáng phong cách nha. Rồi em nhờ chị ra thông số nè, cái cấp này ghép nước lâu rồi, già mùi rồi cả nhà. nó cũ nè cô chú. Cái hoành là 8 cm, Dạ, chiều cao của cây là 66 nha cả nhà, rồi cái dáng hơi lùa lùa là 35. đây nha cả nhà, chuẩn bị lên thêm một cái bông nữa ha. Cái này mình báo giá cho em nha chị ta. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 400k bao ship nha cả nhà. Dạ rồi, 400k cho cây này cô chú anh chị mình ơi, một cây vạn thọ ha, cúc vạn thọ mà có mặt hoa luôn cho mình nha cô chú. Mã số tiếp theo cả nhà. Mã số 5 nha cả nhà. Đố cả nhà biết bông gì nè. Ôi, thấy cưng thấy Dễ ghê luôn thương á. à. Này là kim ngân lượng trong truyền thuyết này cả nhà. Nói chung giờ mới thấy mặt hoa nè. Bữa trước có quay lên clip rồi, nhưng mà cây nó chưa có nở hoa nha cả nhà. Hôm Nó nay mới tới có mặt hoa nè. hai mặt hoa luôn cô chú, được hai cái bông nè, nó ở trong đây nữa nha. Trời ơi, nó này cô chú anh chị, trời ơi nó nhỏ nhỏ, nó xinh xinh cả nhà mình ơi, cái bông nó dễ thương thiệt chứ. Nhìn thấy cưng lắm nha Đúng cả rồi, nhà. cái bông nó Dễ rất thương là lắm. hay cưng luôn. Lần đầu tiên mà em thấy nó ngoài nè cô chú anh chị, đa số là em thấy cả nhà Trên mình clip quay clip à. không à. Rồi để chị thông cho thông số cho cả nhà nữa Dạ nha. rồi, nụ quá trời luôn ta, Chiều cao hoành của cây là 18. 18 hoành ha. Chiều cao của cây là 64. Dạ rồi. Tán ngang 64 luôn, số đều nha cả nhà. Dạ, Cây này là mình giao lưu cả nhà là giá 1,3 triệu bao ship nha cả nhà. 1,3 triệu cho cái kim ngân lượng nha. Cái này nụ nhiều lắm cô chú này. Nè cô chú mình thấy không, nó đi theo cái đường thân nè, quá trời nụ luôn cả nhà ơi. Rồi cái bông nó đẹp thiệt chứ, nhìn thấy cưng gì đâu á. Đây nè, em gọi lên mặt hoa cho cả nhà nó ngắm đi. Dạ rồi, ok. Đây cô chú anh chị ơi, cái này nó nhỏ chứ nó không có bự như cô chú, nhưng mà nó thấy cưng dữ dằn luôn. Nó úp 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 vô ha, cái cánh này của chú anh chị nó không có nhị ha. Nhìn nó na ná với hoàng huyết long nha cô chú anh chị, mà nó nhỏ hơn hoàng huyết Đẹp long, hơn, nhìn nó đẹp nó hơn. đẹp hơn, đúng rồi, nhìn thấy cưng hơn đó. Rồi mình tham khảo nha, mã số Rồi. này là 1,3 triệu ha, chị Triệu Trâm bao 3. ship Cái luôn mã số chậu. 5 nha cả nhà. Dạ, mã số tiếp theo cả nhà. Là mã số 6 nha cả nhà. Dạ, Mã số 6 cho một em cúc hoàng đế nha, đang chuẩn bị có mặt hoa luôn. đây cô chú anh chị mình ha, nè cúc hoàng đế, cái này là hoa nó to lắm cả nhà, hay còn gọi là cúc lá gai nha cô chú anh chị, cúc quang diêu ha, cũng là nó nha cô chú, nó có nhiều tên gọi ha. Rồi chị Trâm đo thông số giúp em nha. Ôi, cái gọi là sao ta, nút nổ quá Nút trời. nổ quá trời luôn cả nhà. Nói chung là hôm nay mình lên những cái hàng này này là bao nút nổ cho cả nhà luôn nha. À, đây là cô chú anh chị, có Đây tí nè, luôn. sắp có nụ hoa hết. Cái nụ nó Thì bự lắm mình cô cũng chú anh chia chị. sẻ với cả nhà là những cái dòng cúc hoàng đế này thì lá nó không được đẹp nha cả nhà, Dạ, chỉ có mặt hoa đẹp thôi. nó giống na ná cúc cam một chút, lá nó không đẹp nhưng mà hoa nó rất là đẹp nè. Vàng xương nó dữ lắm nha cả nhà. Dạ, Hoành là 26, dáng nó muốn bay bay lắc lắc nha cả nhà. ừ, thân bye bye này cô chú anh chị. Cái này để em cho cả nhà mình xem, cái này là hàng ghép gốc bứng, nhưng mà là cái cốt của nó liền đậu ở Nói trên chung luôn là cô chú. ghép lâu rồi nhưng cả nhà nó muốn luyện qua cành cốt hết rồi. Dạ rồi, rồi chị Trâm đo tiếp ha. Để đo chiều cao cây cho cả nhà nắm nha. Chiều cao của cây là 1m1, Mét mốt cô chú anh chị. cao lắm cả nhà. Dạ rồi, Tán ngang, cây này mình đo tán ngang sao đây nắm. mình đo cái phần giữa này nè chị đó. Phần giữa Okay. chứ đo khúc dưới nhiều lắm. Dạ đúng, Tán ngang là 82 nhưng cả nhà. 82 luôn, bự nha. Nói chung cây này chiều cao cũng cao lắm. Nói chung Dạ rồi, báo giá em luôn ha. cây này mình giao lưu cả nhà là giá 2,2 triệu bao ship nhưng cả nhà. Dạ, 2,2 triệu cho cây cúc hoàng đế này nha cả nhà mình ơi, Dạ hay còn gọi là cúc lá gai của chú anh chị mình ha. dạ cái này là hàng sưu tầm nha cả nhà. Dạ Nói chung rồi, là vườn chỉ có 1-2 cây để giao lưu thôi, chứ không có số lượng nhiều để giao lưu nữa. dạ rồi ha, dạ em xuống mã nha cả nhà. Tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 7 nha cả nhà. Cô chú mình nhìn cái chuỗi nó, cô chú mình biết cái giống gì không nè. Một em cúc phượng thanh tân nha cả nhà. Dạ rồi, mà đặc biệt cái ở chỗ cây này của chú anh chị ơi, mỗi một cái nụ là nó đi một cái chuỗi luôn nè, ghê thật. Này cô chú anh chị mình nhìn nè, Dày đặc chuỗi luôn á nha. nó Nói đều luôn á chung cô chú. Dạ đúng rồi, cây này đặc biệt lắm cây nha này cả hứa nhà. hẹn mùa Tết rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, Giờ thời điểm này thôi mà ra chuỗi chùm chùm mày. quá đã luôn cô chú anh chị mình ơi. Cúc phượng thanh trân. Trời ơi, cái cốt này cô chú anh chị nè, cái cốt nó bự cỡ ngón giỏ cái của cô chú mình luôn nè.
Thấy không? Cái này là nó liền đậu ở trên luôn á cả nhà ơi. Trời ơi quá tí rồi, cái cây này đôn tới đôn luôn. Đây, tàn rất đẹp. Nói chung sửa cái tàn nhà theo cách bonsai nha cả nhà, nhìn tàn rất là dễ thương, Trời ơi, cây để này đẹp mình đo dưới đời. thông số cho cả nhà nắm nè, Dáng đẹp lắm cô chú. dáng dễ thương lắm. Hoành của cây là 14 nha cả nhà, 14 hoành nè cô chú, lên chủ đều hết trơn luôn. chiều cao của cây là 53, cái chiều dài của cây thì dài lắm nha cả nhà, 84. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 1,2 triệu bao ship nha, Có 1,2 triệu thôi cả nhà ơi. 1,2 triệu Bao ship. cho mã số 6 nha cả nhà. Dạ, luôn chậu hết cả nhà. Quá đẹp cô chú anh chị mình ơi. Dạ rồi, một mã số tiếp theo rất là đặc biệt nha cả nhà. Mã số 7 nha cả nhà. Dạ rồi. Mã số 7 là một em nhị ngọc toàn rất là dễ thương luôn. Hoa có nhị ngọc toàn nó đỉnh thiệt chứ cô chú anh chị. Cưng đúng rồi cả nhà. Quá trời cưng luôn cả nhà mình ơi. Này có Đó. hoa gió hết trơn nha Có cả hoa nhà. gió Nói luôn chung cô chú là anh hôm chị. nay là quay clip này là đặc biệt, cây nào cũng có hoa gió để cho cả nhà được tép mặt hoa hết trơn nha. Dạ. Quá đẹp nha cả nhà mình ơi. Này, từ bộ đế luôn này cả nhà, đế này nó giống như một hình thú nhưng mà đế đặc nha cả nhà, Dạ. nó rất là già luôn. Nó già cây mà nó lên mấy cái cọng này luôn cô chú, giống như cọng mì hay luôn, cái bộ đế nó phủ luôn ha. Nói chung cây này rất là đẹp nha cả nhà. Và đặc biệt là cái cây này là cái hàng hàng già mùa là cô chú, đôn cành lại rồi ghép nhị ngọc toàn ha. Cái hàng này thì bây giờ nó ít có lắm cô chú anh chị mình. Trong này hàng này già lắm, già hơn em đó cả nhà. Mấy chục năm mới được cây như thế này nè cô chú anh chị, có thể nói là nó dạng giống như là gốc nhớt già mùa luôn á cô chú anh chị. Em thấy cái lằn ghép ngang đây là cô chú anh Chung chị này mình thấy thì không? đúng là gốc nhớ già mùa rồi nha ngài, Dạ tại vì già rồi thì chị mới cắt ra chị ghép nhị ngọc toàn rồi chứ không phải phải rồi. là gốc nhị ngọc toàn ghép trước nha. Dạ rồi Cái này xưa là ghép giả Thủ Đức xong rồi nói đây nè, cắt những ra phiến ghép nó liền hết đúng rồi trơn nè, đó, em thấy chỗ đó nó chị đâu, cây này là là dạng gốc nhớ cái vip luôn liền. á cô chú anh chị mình. Nói chung là kiếm cây dày không có nha cả nhà. Dạ. Mã số 7 là một em nhị ngọc toàn rất là dễ thương luôn. Hoa có nhị ngọc toàn nó đỉnh thiệt chứ cô chú anh Cưng chị, đúng rồi cả nhà. quá trời cưng luôn cả nhà mình ơi. Này có Đó, hoa gió hết trơn nha có cả hoa nhà. Nói gió luôn chung cô chú là anh hôm chị. nay là quay clip này là đặc biệt, cây nào cũng có hoa gió để cho cả nhà được tép mặt hoa hết trơn nha. Dạ, quá đẹp nha cả nhà mình ơi. Này, từ bộ đế luôn này cả nhà, đế này nó À, em nhờ chị Trâm mình đo thông số nha. rồi để mình đo đo thông số cho cả nhà nắm nha. Dạ. Hoành của cây là 19, 19 hoành cô chú. tổng Hồi gốc bộ nhớt đế như 19 một luôn. cái hình thú nha cả nhà. Đúng rồi, cây đẹp lắm cả nhà ơi. Cái nét lắm. Tổng bộ đế là 75, 75 là bộ đế nào. chiều cao của cây là 75. Dạ. Số đều quá Đều luôn nha. bữa nay 75 không, tán ngang là 70. Dạ. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 2,7 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, 2,7 triệu bao ship cho một cây nhị ngọc toàn, rất là xuất sắc luôn cô chú anh Nói chị chung mình là ơi. có mặt hoa rất là dễ thương nha cả nhà. Dạ, rồi cô chú mình nhanh tay nha, chỉ có một cây duy nhất là hàng Một gốc nhất như thế này nha cả nhà. cây. Đúng rồi, không có cây thứ hai luôn. Dạ. Mã số 8 nha cả nhà. Mã số 8 là một cây cúc thọ hương nha cả nhà. Trời ơi, cái phơm tàn nó như cái Đó, nón để lá mình luôn cô chú. quay cả nhà ngắm nè, cái tàn rất là đẹp luôn. Tàn ấm To lắm lắm. nha cả nhà. Dạ. Đặc biệt là hàng nó cực kỳ già cô chú ơi. Này tầm mấy mùa chị Này 4 năm rồi em, ta. quá già rồi. Nói chung mấy cái hàng này là hàng sưu tầm hết rồi. Ở cái bộ đế này cô chú anh chị ơi, nè, nom đều luôn á. Cưng với ta. Cái này mình mới chỉnh sửa nha cả nhà, mình cũng chưa có làm cỏ sạch nữa. Nói Dạ chung là rồi. để mình dọn lại sau nha. Đây cô chú anh chị, cái bộ đế nó rất là đẹp ha. À, cái cây này thì À, thì nó cũng có một xíu khuyết điểm là nó hơi bị lỗi nha cả nhà. Dạ. Thì anh chị em nào thích hàng giống như hàng cái này hàng gì đó, hàng mà già mùa mà nó tàn nó ấm nhưng mà nó hơi có một xíu khuyết điểm là nó hơi bị lỗi. Nhưng mà cây nó vẫn khỏe bình thường À, cứng đúng rồi, rồi. cây vẫn phát triển bình thường nha cả nhà, còn Dạ. mạnh nữa. Đây cô chú anh chị mình ha. Thì có khuyết điểm như vậy thì bên vườn sẽ để giá cho mình rất là Nói hợp chung lý là mình sẽ cô bớt lại cái phần đó một xíu nha cả nhà. chú. Dạ. Nhưng mà bao cây này là cây khỏe mạnh đàng hoàng phát triển tốt nha. Dạ. Em Rồi. nhờ chị Trâm mình đo cái thông số nha. Rồi để mình đo thông số cho cái nhà nữa. Quành 22 nha cả nhà. 22 hoành luôn. Ừ, tổng bộ đế này bộ đế nơm nha cả nhà. Đều luôn á cô chú anh Nói chị. chung là đế gốc nhác á. Tổng bộ đế là 65. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 100 nha cả nhà. Chiều cao của cây là 100 cô chú. Tán ngang cũng 100 luôn, nói chung Dạ. số đều số đẹp luôn. Cây Rồi. này mình giao lưu cả nhà là giá 2,5 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, Nếu 2 mà triệu rưỡi một cái cúc thọ cây hương. này nó không có xíu khuyết điểm đó thì phải giá là 4 triệu mới đi nổi nha cả nhà. Dạ đúng rồi 4 cô chú. củ.
cây đẹp nha cả nhà ơi, nhưng mà là có một chiếu cái điểm vậy ha, nếu mà cô chú anh chị mình sưu tầm giống, sưu tầm cây mình về mình chơi cô chú, thì cây này giá hợp lý lắm nha cả nhà. Mã này là mã số 9 cả nhà. Mã số 9 là một cây rất là đặc biệt nha cả nhà. Thì mình cũng giới thiệu với cả nhà là cây này là bữa trước mình có lên clip rồi, nhưng mà lý do là mình chưa chỉnh sửa. Còn hôm nay thì mình đã thành phẩm rồi nha cả nhà. Dạ rồi cô chú, một cái cúc bạch mai á cả nhà. Đây cô chú anh chị mình ơi, ngày bữa hổm cái mặt bông này em quay cho cô chú anh chị cách đây cũng 2 ngày ha, là mà cái bông nó còn nè cô chú anh chị. Nay thì có cái bông sắp nở này nha. Đây nè, nó nằm trong lá này nha. Đẹp quá cô chú anh chị mình ơi, cái bông nó rất là to nha cả nhà. Đây nó nè, hé thêm được cái bông trắng nè, và nút nụ thì nó còn rất rất là nhiều nha cô chú, Đây hàng trong đây già. nè luôn, trong đây sắp nở luôn nè. Nó thấy chưa? Đây. Dạ thấy rồi, nó cô chú mình nè, bảy cái đây thêm một cái này nè chị Trâm ha, dưới đây thêm cái Chung là nữa thấy cưng lắm, nói chung cái bông cúc bạch mai này nhìn là thấy ghiền liền cả nhà, dễ thương dữ lắm. nè, nụ nó lên xương cá luôn nha cô chú, do là cái hàng già mùa ha, cái đọt nó xoắn xoắn lại nè, đặc À, nói trưng chung là của mình chia sẻ với cả nhà, mai này thì nó nếu mà nó già mùa thì nó tự sắn cả nhà. dạ. Nè, nó tự sắn sắn, hồi trước mình không biết mình thấy làm sao nó quấn quấn lại vậy, nhưng mà do là già mùa thôi. Dạ nút nụ rất là đạt nha cả nhà ơi. Rồi để mình đo thông số cho cả nhà nắm. Vành của cây là 24 nha cả nhà. Dạ. Tổng bộ đế là 69. Chiều cao của cây là 99. Tán ngang là 72. Dạ. Đúng là cây chỉnh sửa liền nhìn khác liền hả ngâm. Dạ Hôm bữa nhìn. trước thì mình quay lên chưa chỉnh sửa thì nhìn nó gối nồi à. Nay nó thành phẩm thì rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cái vòng tàn này ok la rồi nha cả nhà ơi. Rồi báo giá em luôn nè. Cây này mình giao lưu cả nhà là 4 triệu bao ship nha cả nhà, đi Dạ. luôn chậu luôn, cái này mình đi kiện gỗ. Dạ 4 triệu cô chú anh chị mình ơi. Mình nói chung là cây này rất là đẹp cô chú anh chị, mình nhanh tay mình sưu tầm nha cô chú anh chị, hàng cực kỳ hiếm có luôn. Những cái hàng mình lên là hàng sưu tầm không nha cả nhà, những giống giống mà mình sưu tầm về được thôi chứ không phải là giống bình thường nha. Rồi mã số 11 ha. Số 11 là một cây giả phú tân nha cả nhà. Rồi hổm ngày à, chị Trâm cô chú mình hỏi cái giống này rất là nhiều Vậy mà không nói chị nè. còn nhóc. Đặc biệt là cây này rất là đẹp nè nha cả nhà. Đây là nhìn bộ đế đi. Đây cô chú anh chị ha, hôm nay em cũng quên nữa cô chú anh chị, bên vườn chị Trâm thì có giả phú tân đẹp nè cả nhà. À, em lên em like cô chú mình cũng hỏi nha, mà bên vườn em không có cô chú anh chị ha, thì hôm nay là được dịp là bên vườn của chị Trâm có những cái giả phú tân rất là đẹp nè. Ngoài cái mã này ra thì chị Trâm còn ở bên ngoài nữa nha cô chú anh chị. Thì nói chung có khách nào cần thì cứ alo riêng mình thì mình sẽ gửi hình ảnh qua cho cả nhà tham khảo nha. Dạ mình báo thông số ha. Rồi để mình lo cho cả nhà nắm nè. Vành của cây là 17 nha cả nhà. Dạ rồi. Chiều cao của cây là 86. Tán ngang là 62. Dạ rồi. Cây này mình giao lưu cả nhà là giá 1 triệu 3 bao ship nha cả nhà. Dạ 1.300.000 cho cây giả phú tân này. Nói Cái chung cây là này cây rất là đẹp, đi luôn chậu nha cả nhà. nó lên nu lục chút. Nó già cây á cả nhà. Nè. Nè phôi vườn cho Trâm Nói chung là khu vườn nha, mình khu vườn rất là đẹp nha, chứ không phải khu vườn mà ha. bình thường đâu nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Nè cái này cô chú nhìn thì nó tựa hình thú ha. Đó. Cây này khá là già mùa luôn. Thì nói với cô chú anh chị mình luôn, phú tân thì tầm khoảng chừng tháng 9 cô chú anh chị nó mới lên nụ nha. Tầm giờ thì nó chưa đâu cả nhà, tại vì nó rất là mau, vỏ trấu nó mỏng đó, cô chú anh chị. Mình tham khảo giùm em cây này nha. Rồi mã số 12 là một siêu phẩm luôn. Một ở số 12 là một em siêu ủa như ngọc toàn nha cả nhà. Dạ siêu phẩm nhị ngọc Siêu toàn. phẩm luôn, nó có mặt hoa cho cả nhà Tết luôn nè. Đây cả nhà mình Nói ơi. chung là do mấy bữa nay có trời thời tiết có mưa đó cả nhà Dạ. là nó có nở hoa gió nhiều lắm. Đây cô chú anh chị ha, nó có cái bông quá đẹp đi cả nhà mình ơi. Rất là chuẩn cây luôn cô chú anh chị ơi. Và đặc biệt là cái cây này nó già nha cô chú, ghép già mùa ha. Cái hàng này cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Thì hiện tại là cây nó đang đi nụ kim rất nhiều, thì nó có một số cái nụ to nên là nó đã ra hoa gió nha cô chú anh chị, một vài nụ to ha. Ô cái cây nè, dáng long nha cô chú anh Chung chị. là cây nhìn là tuyệt phẩm nha cả nhà, từ Dạ. cái bộ đế này. Dạ cực kỳ luôn. Nói chung là quá trời cái bộ đế luôn. Bộ đế rất là dễ thương nha cả nhà. Dạ. Nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị ơi. Cái giống này đang làm mưa làm gió nè cô chú anh chị. Bông của nó ha cô chú mình nè, nếu mà mình có trải nghiệm rồi thì mình sẽ biết á, nó cực kỳ thơm luôn cô chú anh chị, nó thơm hơn tất cả những cái dòng mà hoa màu trắng với màu cam cô chú anh chị ha. Tàn hết, biết cái Chung tàn mà luôn. quá tiếc cái tàn luôn nha cả nhà. Dạ Nói chị chung Trâm cứ cứ xoay đi ha, em quay để từ phía trên chị cho cô chú mình thấy quay cách từ tầm từ cho chuyện. cả nhà ngắm là cái tàn, đặc biệt là tàn rất là ấm nha cả nhà. Dạ hàng già mùa cô chú anh chị ơi,
Cây này khéo dữ lắm cả nhà mình. chung hiếm hoi lắm mới có những cây như vậy nha cả nhà. À, cái cây này là cái phôi nó già, nó sạch cây cô chú, và đặc biệt là cái cây nó phát triển rất là mạnh ha. Cô chú mình nhìn nè, cái tàn nhánh nó xum xuê nè, cái lá nó lên rất là có sức sống nha cả nhà. Và cái hoa nó rất là đẹp cô chú. Rồi em nhờ chị Trâm mình đã thông số báo nè. Rồi để mình đo thông số cho cả nhà nắm nha. Vành của cây là 27. 27 quả. Này đế đặc nha cả nhà. Dạ. Tổng bộ đế nè, tổng bộ đế là 70. Để em hỏi chị Trâm cái nha. Sao em? À, cái này là phải giống như là những hồi đó là mình ghép những cái giống khác không? Nè, rồi mình à, cắt những cái hồi cốt xưa nè. ghép giống giống khác với thời Nhị Ngọc Tường lên đó rồi mình mới cắt mình ghép qua nha cả nhà. Dạ. Nên thành ra cây này nó già lắm. Đúng rồi, nhìn thấy là cái cốt mình là cái cốt ghép nè cả nhà ha, của giống khác rồi xong bắt đầu mình cắt ngang này nè. Đúng rồi. Cái mình ghép Thì Nhị mình Ngọc cũng chia Tường vô. sẻ cả nhà, trước thì mình ghép với dòng giả Thủ Đức nhiều nhưng mà cái thời mà Nhị Ngọc Tường rồi siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn nó nổi lên thì mình chạy theo giống đó, mình cắt mình ghép qua liền nha cả nhà. Mạnh dạn là mình thay đổi giống cô chú Đúng anh chị rồi, ơi. nói chung là mình chạy theo giống á. Dạ, nói chung là nó thành công nha cả nhà, nó rất là đẹp luôn á. Nhờ vậy nè cô chú anh chị mình thấy cốt cành nó nhạo ha, mình ghép trên đầu là nó mạnh lắm cô chú, nó mau liền dữ dằn luôn. Nói chung là cây là mình dám khẳng định với cả nhà là cây rất là đẹp luôn á. Dạ. Rồi ha, bây giờ là mình sẽ đo cái thông số À, chiều đo thông cao nè, số chiều cái cao cho cả tàn nhà ha. nắm nè. Cây này là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn nha cả nhà. Dạ. Chiều cao là 70, 97. 97 nha. Rồi gần Nè, mét nha cả nhà nói mình ơi. chung cái tán này dữ lắm nha cả. Nó giống như là nó muốn bay bay cả nhà. À, cái tán này giống tán bay nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi cái ngang rồi mình nó cái vàng cái nữa Quá nha. trời ngang luôn rồi, mình đo hết tay luôn nha cả nhà. Dạ. 1m2. Mét 2 ha. Mét 2 là có tự hao nha cả nhà. Mình chưa ra mình đo cái tàn này nè, từ đây xuống đây giùm em luôn. Tầng bay hả? Dạ đúng rồi, tàn bay là mình đo là bắt bắt đầu từ cái nhánh này nè, cái nhánh ngay chỗ này nè. Đến chủ đây hả? À, từ đây xuống đây là 72 nha cả nhà. Dạ rồi, mình bắt đầu từ cái đỉnh đó mình đo xuống cái nữa ha, mình cộng lại. Vậy Cái vậy này mới nó hết, tại vì nó bự quá cô chú. từ đây xuống đây là 90 nha cả nhà. 90 với nãy 92 hả? À. Nó ra tới mét mét 8 lần cả nhà. Khủng khiếp không? Đó, Quá mình nói trời mình luôn. đo vậy mà nó ra tới mét 8 lần nha Nói cả chung nhà. cây này là quá lớn để mình dang cái tay cho cả nhà Nè, nắm. cô chú mình nhìn chị Trâm dang Tay tay là nè hết ha. tay luôn á. Dạ. Rồi. Bây giờ là em nhờ chị Trâm báo giá cho cô chú mình luôn nha. À, cây này mình giao lưu cả nhà là giá 7 triệu bao ship nha cả nhà. Dạ, 7 triệu đồng bao ship nha cô chú anh chị ơi. Đúng rồi, 7 triệu đi luôn chậu nha cả nhà. Dạ, thì để có được một cái cây nhị ngọc toàn như thế này cô chú anh chị là mình phải có cái phôi này, cái này ghép gốc nè, trời ơi, nó già dữ dằn luôn. Nó chứ cái cây này cái gốc này tầm khoảng chừng hơn chục năm á chị ta. Đúng rồi, cây này già lắm mà cái thời Thủ Đức nổi rồi qua tới thời này là nó đã ba mùa nha cả nhà. Dạ rồi, đây cô chú anh chị mình ha, 7 triệu cho cái mã số 12, một cây nhị ngọc toàn chơi Tết, cô chú mình tham khảo giúp em nha. Mã số cuối clip ngày hôm nay là một cây nhị ngọc toàn siêu già mùa cô chú anh chị mình ơi. Đang có mặt hoa luôn nha cả nhà. Hôm Dạ. nay là việc một ngày đẹp trời, quay cây nào cũng có mặt hoa hết trời. Hôm nay là ngày của vườn chị Trâm luôn cô chú anh chị ơi. Nói chung là nãy giờ lên những cái mã số á thì đa số là hoa nó nở hết trơn cô chú anh chị, cho cô chú mình thấy mặt hoa luôn dễ mua dữ lắm cả nha. Và chuẩn bị luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Cái đây là dòng mai nhị ngọc toàn ha. Cái này trời ơi. Cái này là Quá phải tiếng phải gọi hoa là luôn đó nha cả nhà. F1. F1 đời đầu luôn. Rõ ràng luôn cô chú anh chị mình ha. Nhìn để cô hỏi người quay đâu có cây nào mà nó dày cô chú anh chị. Nó khủng lắm cả nhà. Rồi rồi, hai cái ghép ghép đi. Đây cô chú anh chị mình ha. Đây, nó nở một chùm mà nó tàn này cô chú anh chị. Cây này thôi khỏi nói là nó khủng khiếp, bo nụ gì nó quá tí luôn cả nhà mình Đúng mùa rồi cả nhà ơi. Hoa rất là nhiều ơi. hoa luôn. Đẹp lắm cô chú anh chị mình ơi. Ai là đam mê nhị ngọc toàn thì mình đừng có bỏ qua cây này hết cô chú anh chị. Rồi em sẽ đi ra phía ngoài cho chị Trâm mình đo thông số mình báo cô chú anh chị mình nha. Đó. Rồi chị Trâm mình báo thông số giúp em nè. Rồi, chị đã thông số cho cái nhà nắm. Này đẹp lắm cả nhà ơi. Hình của cây là 37 nha cả nhà. 37 quanh cô chú. Tổng bộ đế 69. Rồi để mình đo chiều cao nha. Chiều cao này thì nói chung là hết tay mình luôn. Cao lắm, cao luôn cả nhà ơi, 1m15. Cái cây này tàn dù nha cô chú anh chị. Thấp thân nha cả nhà. Tông thân cao nè. Nó tán ngang nè, để mình đo tán ngang cho cả nhà. Tán ngang là 1m mét mốt nha cả nhà. Tán ngang là 1m1 của chú anh chị ha. Cây rất là đẹp nha cả nhà. Quá trời cây luôn nha cả nhà. Cây này nói chung là cây này anh chị em nào sưu tầm gì là nói chung là quá đẹp luôn. Mình Dạ. sẽ tăng tí thêm ở phần dưới đây. Cái này thì cái này nè cô chú anh chị, cái rễ nha, này cái rễ nó có cái thẹo trong này chút xíu ha. Nói chung là cây thì nó mạnh khỏe không sao nha cả nhà mình. Thì cô chú anh chị mình nhìn về cái phân tàn ha, nó rất là đẹp nè. Tuy nhiên là cái mặt tiền nó ở phía này cô chú mình nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, Đây. mặt tiền đang có hoa luôn nè nha Đó. cả nhà, đó rất là đẹp luôn.
Rồi mình báo giá giúp em luôn nè. Cái này mình Zalo cả nhà là giá 7 triệu bao ship nha cả nhà. Riêng khu vực Vũng Tàu đổ lại cả nha. Vũng Tàu đổ lại. Cái này là khẳng định với cô chú anh chị mình là cái hàng đời ghép đời đầu của chú. Nó F1 rất là luôn nha già. cả nhà. Dạ. Thì cây này là nói chung là lấy bo rất là nhiều rồi cô chú anh chị ơi, nên là vườn sẽ có chia lại cho mình cây này ha. Nếu mà cô chú anh yêu thích nhị ngọc toàn thì mình nên sưu tầm cây này cô chú anh chị. Cây này mình kết thúc clip luôn hả chị Đông? Đúng rồi, cây này là cây cuối clip nha cả nhà. Dạ. Tới đây thì mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi mình trước giờ nha. Dạ. Thì mong cả nhà mình tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho mình thật là nhiều nữa ạ. Rồi cuối clip mình chúc cả nhà thật có một ngày thật là vui. Mong cả nhà xem clip và ủng hộ cho mình ạ. Dạ rồi. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị mình ha, và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Dạ mong là mỗi clip của chị Trâm lên cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ bằng tinh thần nè, và mình ủng hộ luôn được những cái mã số nào cô chú anh chị mình yêu thích nha, cho chị Trâm có động lực mình lên clip nhiều hơn nữa nha cô chú anh chị. Nói chung nếu mà cả nhà thương tình ủng hộ mình thì mình sẽ xuất hiện nhiều nhiều trên đây nha. Dạ rồi. Dạ em chào cô chú mình nha, chúc cô chú anh chị mình có một buổi tối xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà.